vẫn là chuyện tân hôn dang dở. Mới đây trên mạng xã hội lại có một tân nương đau khổ kêu than về đêm tân hôn dở mộng của mình. Cô dâu ý tâm sự, cay đắng quá các chị à, trên đời không biết có ai khốn khổ như em. Chờ đợi mãi mới tới ngày cưới, đêm tân hôn nghĩ sẽ ngọt ngào, ai ngờ lại ngã ngửa phát hiện mình bị lừa thế này. Cách đây 6 tháng em gặp Phường trong một quán cà phê gần công ty em làm. Thấy em ngồi một mình, Phường sang làm quen nói chuyện. Phường nhã nhặn, ăn nói dễ nghe, đặc biệt rất hiểu tâm lý người khác nên chỉ qua vài buổi tiếp xúc em đã có cảm tình. Cứ vậy hai đứa hẹn hò qua lại gần một năm thì Phường dẫn em về giới thiệu với gia đình. Nhà Phường thuộc hàng giàu có, bố mẹ Phường có công ty riêng. Nói chung so về điều kiện kinh tế thì nhà em không thể bì với nhà Phường được nên hôm tới ra mắt, em hơi tự ti. Có điều cũng giống như Phường, bố mẹ Phường đối xử với em rất niềm nở nhiệt tình. Cảm giác họ gần gũi mà quý người lắm. Bài chia sẻ của cô dâu kém may đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau hôm gặp mặt đó, mẹ Phường thường xuyên gọi điện rủ em tới nhà kể chuyện, hoặc có thời gian thì cùng bà đi mua sắm. Bà bảo thích người nhà quê như em, hiền lành, thật thà. Tiền nhà bà không thiếu, chỉ cần con dâu ngoan hiểu lễ nghĩa là được. Nghe mẹ Phường nói thế em cũng lấy làm mừng. Rồi hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới gọi. Đi xem được ngày, bên nhà anh ấn định luôn ngày cưới. Được bố mẹ hai bên cùng đồng thuận dung dính cho nên mọi thủ tục cưới xin đều suôn sẻ. Dù bên nhà em thoải mái không câu nệ thách cưới lễ đen lễ đỏ gì nhưng bên nhà Phường vẫn chuẩn bị chu đáo, ngoài chính trác rượu thuốc, hoa quả còn bỏ phong bì 50 triệu. Gọi là của ít lòng nhiều để cảm ơn anh chị đã sinh thành nuôi dưỡng cô con gái xinh xắn ngoan hiền như thế này thì nay em mới có được nàng dâu tốt. Cả họ nhà em ngồi đó nghe mẹ Phường nói ai cũng tấm tắc gật đầu khen gia đình Phường giàu mà hiểu biết. Nói thật, bố mẹ em nghe thông gia nói vậy cũng mắt lòng mắt dạ. Nhất là phòng cưới, Phường đầu tư kỳ công vô cùng. Toàn bộ chăn ga gối đệm đều là hàng hiệu. Giường cưới bọn em được mẹ Phường mua hẳn chiếc giường giác vàng gần 200 triệu khiến em nhìn mà choáng. Em nói bà không cần phải bày vẽ tốn kém, song mẹ anh cười bảo cả đời cưới một lần phải làm cho tươm tất. Hơn nữa mọi thứ đều nằm trong khả năng kinh tế của gia đình. Hồi hộp chờ đợi mãi cũng tới ngày cưới. Hôm đó khách khứa nhà Phường cứ nườm nượp ra vào chúc tụng khiến em chỉ đứng chào thôi cũng mệt mỏi hơi tai. Song tới lúc trời sẩm tối, tự nhiên chẳng thấy Phường đâu, gọi điện không nghe máy em mới chạy lên phòng tìm. Ngờ đâu vừa tới cửa em đã nghe thấy tiếng hai mẹ con Phường to nhỏ bên trong, mày liệu mà làm cho tròn giai chú thể hôm nay, đừng để cái nhà này xấu mặt gì mày con nga. Cưới rồi, để cho bố mẹ đứa cháu còn đằng sau mày muốn yêu ông yêu thằng gì thì tùy. Miễn đừng để thiên hạ nó biết mày bê đê. Ảnh Minh hỏi. Em tí quỷ ngay tại chỗ mọi người à. Thì ra Phường là gay. Hai mẹ con Phường cố tình lừa cưới em về làm bình phong che mắt thiên hạ, còn thực tình họ chẳng có tình cảm gì với em hết. Cay đắng, em đẩy cửa phi vào, bất ngờ thấy em hai mẹ con Phường khá quảng. Mẹ Phường giật nài văn xin em giải thích nhưng em gạt hết, tháo luôn nhẫn cưới, kìm dằn nhà Phường trao ném trả lại hết rồi xách gia ly về. Tiếc rằng em nhận ra sự thật quá muộn. Theo dõi hết câu chuyện của cô dâu kém may mắn này, ai cũng thấy buồn thay cho cô. Cùng với việc động viên cô bớt đau khổ, cố lấy lại tình thần thì mọi người cũng lên án mẹ con nhà chú rể quá ích kỷ chỉ vì thể diện của bản thân gia đình mà lừa dối tình cảm của một người con gái vô tội, như thế là không thể chấp nhận được.